Ngày 3 tháng 1 năm 2023, tại cơ sở 1 Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, số 750 Nguyễn Kiệm, quận 4, đã diễn ra phiên họp chuẩn bị hội thảo Tổ sư Thiện Hoa và sự cải cách Phật giáo Việt Nam. Hội thảo do Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phật học và Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam phối hợp tổ chức. Hội thảo sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 28 tháng 11 âm lịch tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2, đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện ban tổ chức, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội thảo lần này xoay quanh 6 chủ đề chính: Tổ sư Thiện Hoa và cải cách giáo dục Phật giáo, Tổ sư Thiện Hoa và cải cách Hoằng pháp, Tổ sư Thiện Hoa và cải cách hành chính giáo hội, Tổ sư Thiện Hoa và pháp nạn Phật giáo Việt Nam, Tổ sư Thiện Hoa và trước tác phiên dịch Phật học, di sản Tổ sư Thiện Hoa và thiền phái Trúc Lâm. Hội thảo lần này đã nhận được gần 70 bài tham luận từ tăng ni và các học giả gửi về. Hội thảo chia làm 4 diễn đàn trình bày tham luận tại thư viện Trí Quảng tầng 6 và Phật học đường tại học viện. Được biết, Tổ sư Thiện Hoa năm 1918 đến 1973 là nhà cải cách Phật giáo trong thời cận đại, góp phần phát triển Phật giáo miền Nam nói riêng và toàn quốc nói chung. Tiếp cận từ góc độ lịch sử, tôn giáo và văn hóa, hội thảo này là cơ hội để thế hệ kế thừa cùng ngồi lại, nhìn nhận, đánh giá những đóng góp to lớn của Tổ sư Thiện Hoa cho phong trào cải cách Phật giáo Việt Nam thông qua các phương diện giáo dục Hoằng pháp, quản trị hành chánh Phật giáo, trước tác, dịch thuật, các tác phẩm Phật học của Ngài. Do đó, hội thảo được đón nhận nhiều sự quan tâm của tăng ni và học giả.